cửa hàng. Hướng dẫn con thấy cái áo này thế nào, đẹp à, mua đi mẹ. Cái nào cũng bảo đẹp, có cái nào là không đẹp đó. Mẹ đã đi 5 tiếng rồi mà ai đi mua sắm mà lâu vậy không? Mẹ bảo họ mang về đến nhà, thứ không phải được rồi ư? Thảo nào, bố không muốn đi. Mẹ đi giày cao gót 5 tiếng còn chẳng kêu than, con thể hiện chút tác dụng của mình được không? Ai đến cứu tôi với? Nhã Lâm. Ôi, trùng hợp quá. Không ngờ rằng lại gặp nhau ở đây, đúng là có duyên. Mấy ngày không gặp, Tiểu Du càng ngày là càng xinh. Cháu chào gì? Cháu chào gì? Ồ, Hướng Diễn cũng ở đây ạ. À. Anh Hướng Diễn. Cậu xem giúp mình chiếc này, mình thấy không hợp với da mình. Màu sắc thì không tồi nhưng kiểu cách thì lỗi thời. Mẹ, con ra ngoài một chút. Mẹ mua xong thì gọi con nhé. Đi đi. Đúng là không bằng đi làm, mệt quá. Đói ghê. Anh Hướng Diễn. Cô không mua à? Em đi cùng mẹ thôi, không ngờ lại gặp anh. Em ngồi cạnh anh nhé. Đương nhiên là được. Cũng không phải ghế nhà anh, sao có thể không cho người khác ngồi? Là em nóng tính quá, em suy nghĩ lại đúng là bất lịch sự. Anh nói xin lỗi mới đúng, không thể giúp được em. Mẹ ơi, mau cứu con. Anh Hướng Diện, anh có bạn gái rồi à? Hiện tại chưa có. Nhưng anh có người mình thích rồi. Vậy ha. Sếp của cậu điên rồi ha. Có mỗi cái cài vạt cũ thì mất. Thì thôi, lại còn bắt đi mua tặng một chiếc giống vậy. Tôi không nhớ mua ở đâu rồi. Sinh nhật anh ấy mà. Cậu nhượng bộ chút đi. Chỉ còn tầng này nữa thôi. Nếu không tìm được, cậu mua cái gần giống là được. Trời má, không phải tên họ Long nó không hẹn hò à? Sao vẫn còn cùng người ta đi mua sắm? Hướng Diễn, có chuyện đi trước rồi, để cháu cùng dì đi mua sắm. Có chuyện gì mà quan trọng như vậy cũng không nói được với dì một tiếng. Cậu đến người ở lại cửa hàng một mình cũng rất là bất lịch sự quá. Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đi dạo cùng với mẹ tôi. Gặp phải cô ấy thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Tại sao lại giải thích với tôi?
Tôi đã từng nói tôi chỉ thích một mình cậu, tôi không muốn cậu có chút hiểu lầm nào với tôi. Tôi đang cố gắng để cậu thích tôi. Mỗi ngày đều nói với bản thân không được làm chuyện khiến cậu không vui. Tôi không biết làm thế nào mới có thể khiến cậu chấp nhận tôi. Cho dù là không thích tôi, cũng đừng nghi ngờ sự thật lòng của tôi với có được không? Cậu nói dối. Tôi không có. Tại sao cậu lại không tin tôi? Bởi vì cậu nói và làm hoàn toàn không giống nhau. Có phải từ trước tới nay cậu vẫn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng giữa chúng ta, thậm chí còn chưa bao giờ dự định tiếp nhận tôi? Tôi đương nhiên là có suy nghĩ qua rồi, nhưng có lẽ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi. Đến ngay cả thứ mà cũng thử mà cũng không được sao? Cậu luôn như vậy, hy vọng tôi thử một chút, nhưng tôi thật sự không thích. Cậu luôn bất thường, lúc thì nhiệt tình với tôi, lúc thì chọc cười, tôi cũng giống như bạn bè bình thường. Tôi là một người tầm thường, tôi hy vọng người yêu của mình có thể cần đến tôi. Xa cách lần này nha, thì thật sự không còn cảm thấy rất mất mát như trước nữa. Từ thành phố về tới thành phố khác cũng không mất nhiều thời gian đi xe. Nói gần như không gần, nói xa cũng chẳng phải xa. Nếu lúc nào nhớ anh, cô cũng có thể chạy tới dễ dàng. Lần trước xa nhau cô phải mất cả một ngày mới khôi phục được tâm trạng. Còn lần này cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cho nên mới qua nửa ngày đã bình thường trở lại. Thi mộng thấy sắc mặt Nhã Kỳ đỏ hồng, nụ cười đong đầy khuôn mặt. Cô giả dạng thiếu niên hư hỏng, kéo cổ áo Nhã Kỳ lên nói, mau nói cho chị đây biết. Ở cùng nhau lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng có chuyện gì cả, Nhã Kỳ hừ một tiếng, vẻ mặt chân thành. Mình mang theo cái gì cả đi đây, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Ôi, mình còn chưa hỏi đến mức độ đó đâu. Chưa gì đã ngoan ngoãn khai ra rồi. Vậy hai người có nắm tay nhau không? Có ôm không? Hôn không? Thi vọng cũng hưng phấn cả ca hỏi. Chỉ hận không thể bắt Nhã Kỳ lôi ảnh chụp ra. Cô thật sự rất muốn biết nam sinh đẹp trai như vậy khi ôm hôn sẽ có bộ dáng thế nào. Mặt Nhã Kỳ đỏ lên không dám nhìn mặt Thi Mộng, ngượng ngùng quay lưng lại. Đây không phải là nói thừa sao? Mấy ngày nay người nào đó vô cùng phấn khởi, không có việc gì làm sẽ nhân cơ hội lừa hôn cô. Nghĩ đến những việc lúc đó, trong lòng Nhã Kỳ lại bất chợt nhộn nhạo. Thi Mộng nhìn thấy vẻ mặt đầy sắc sưng của Nhã Kỳ, bất lực nói, con gái khi yêu chính là thế này, càng lún càng sâu.
vì mấy ngày nay cũng phải thi giữa kỳ, cho nên giả kỳ không dám chểnh mảng, cũng không còn ngơ ngẩn cả ngày nghĩ đến Hà Thích nữa. Cô cầm sách vở đi tới thư viện nghiêm túc đọc sách. Cũng có vài lần vô tình gặp phải Lăng Nhược Quẩn. Tôi đã nói sao cậu có thể quen Hứa Du mà cậu căn bản chưa gặp qua cô ta, thì ra là do Gia Thực giở trò. Cậu ta còn khuyên tôi bớt bám lấy cậu, đưa lọt chú ý cho tôi. Cho nên mỗi ngày tôi phải kiềm chế bản thân, bớt gửi tin nhắn đến để làm phiền cậu, cho cậu không gian tự do, phải nhẫn nhịn không được đụng vào cậu. Rốt cuộc là tại sao? Cậu bình tĩnh chút đi. Cậu bảo tôi sao bình tĩnh được đây? Trước đây gửi tin nhắn cho cậu mỗi ngày 100 tin, cậu chỉ trả lời được có 2 chữ. Tôi cho rằng cậu thấy tôi phiền, cho nên tôi đã bớt gửi lại. Còn về xem mắt, cậu vẫn luôn quan tâm đến chuyện của tôi và Giản Anh. Tôi không muốn cậu hiểu lầm thêm nữa, cho nên đã cố gắng che giấu cậu. Cảm thấy tôi lạnh nhạt, nhưng cậu nói vẫn chưa xác định quan hệ, không muốn có nhiều tiếp xúc cơ thể. Cậu ghét như thế, cho nên tôi đã cố gắng kiềm chế. Đến cuối cùng, tôi kiềm chế đến cô đơn. Cậu luôn nói tôi mặt dày biến thái, cho dù tôi chủ động như thế nào thì cậu cũng từ chối, cũng không bao giờ giữ tôi lại, cho tôi cho rằng cậu ghét tôi. Tôi cố gắng biểu hiện tốt trước mặt cậu, đến cuối cùng cậu lại cảm thấy tôi bất thường, thay lòng đổi dạ, không đem đến cảm giác an toàn cho cậu. Trên thế giới này nhất định không còn ai đáng thương hơn tôi nữa đâu. Không phải tôi, cậu không an ủi tôi chút nào sao? Là tôi không đúng, đã trách nhầm cậu, cho tôi xin lỗi. Nhưng mà cậu biến thái là sự thật đúng không? Tôi sẽ đi nấu ăn cho cậu, xem như là quà xin lỗi. Muốn ăn cái gì nè? Đừng làm loạn. Tôi không làm loạn. Cậu không biết tôi nhẫn nhịn cực khổ như thế nào đâu. Tôi muốn hôn cậu mỗi ngày, đều muốn dính với cậu. Sáng sớm mở mắt ra thì có thể nhìn thấy cậu. Đừng làm như vậy mà. Vừa nãy nổi giận với tôi một chút, bây giờ lại bắt đầu khẩu tà thâm Phật rồi. Thật sự quay tôi mòng mòng rồi đấy. Nhưng mà như vậy không đúng. Chúng ta thu hút lẫn nhau, hơn nữa hại bên nhà cùng rất hợp với nhau, kiềm chế bản thân không đúng đâu. Ngủ sai thật. Gọi thế nào cũng không tỉnh, nếu không nhân cơ hội này làm chút gì đó thì cũng có lỗi với bản thân rồi. Ừ, nặng quá.
Mới sáng sớm mà cậu làm cái gì vậy? Ây da, đau quá. Tỉnh rồi thì nhanh mặc đồ vào đi, đừng chọc tôi nữa. Đúng là khẩu tà tâm Phật, tối qua còn đáng yêu như thế. Phía sau lưng của tôi toàn là vết thương không đấy. Cậu hiếm khi nhiệt tình như thế, quả nhiên là đã lâu rồi không làm. Nhưng mà tôi không đau chút nào cả, tôi thích nhất là bộ dạng của cậu khi khóc đấy. Trời sáng rồi vẫn còn chưa chịu dừng lại sao? Quả nhiên là biến thái mà. Tôi chỉ biến thái với mình cậu thôi. Cậu có thể ra ngoài được không? Hai thằng đàn ông ngâm trong bồn tắm nhỏ như vậy cũng rất bất ổn rồi đấy. Chỉ là cùng nhau tắm thôi mà, còn kịch liệt hơn cái 100 lần những chuyện đã làm. Tại sao còn xấu hổ như vậy? Cậu cho rằng ai cũng vô liêm sỉ giống như cậu sao? Là khẩu xà tâm Phật rồi, rõ ràng là thích gần chết mà còn lại. Thế thì cũng không cần phải tắm chung đâu. Chúng ta là người yêu, cùng nhau tắm thì có gì mà đặt không đúng. Ai nói chúng ta là người yêu của nhau? Tôi vẫn chưa đồng ý đâu. Cậu nói không muốn làm chuyện đó với người mà mình không thích. Nhưng mà chúng ta không chỉ làm mà còn làm nhiều lần nữa. Yêu nhau cũng đã xảy ra quan hệ, sao có thể không phải là người yêu được chứ? Thừa nhận thích thôi, khó như vậy sao? Chỉ có một chút mà thôi. Một chút là đủ rồi. Rồi qua đây sống rồi. Dọn đến đâu? Ở chỗ của cậu. Lúc nào? Bắt đầu từ hôm nay tôi phải về dọn dẹp rồi. Tại sao? Tối qua chúng ta đâu có nói đến chuyện này. Đây là quyết định mà tôi vừa mới đưa ra. Đầu tiên, nếu như chúng ta đã yêu đương, đương nhiên là phải ở cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm, có đúng không nào? Thật ra tôi nghĩ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy và sờ cậu, cậu cũng cảm thấy an toàn hơn đúng không? Hơn nữa, bên cạnh nhà cậu có một cái siêu thị lớn, khi nào chúng ta rảnh rỗi còn có thể đi mua đồ ăn và về nấu ăn, vừa ấm áp lại vừa thuận tiện. Hơn nữa, giao thông ở chỗ của cậu cũng rất thuận tiện, cách công ty của tôi cũng khá gần. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Ý của cậu là sống chung sao? Đúng vậy. Có phải hơi nhanh quá rồi không? Cậu không muốn sống chung với tôi sao? Cũng không phải. Thế thì quyết định như vậy đi. Chuẩn bị dọn về lại sao? Bắt đầu từ hôm nay không ở trong nhà nữa. Cuối tuần con sẽ về thăm mọi người. Ở chỗ của con quả thật rất thuận tiện, cách công ty cũng gần, không bị kẹt xe. Không phải, con muốn dọn tới chỗ của Diệp thăm. Tại sao? Nhà của con đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có, con và Diệp Tâm đang yêu nhau, vì thế em muốn ở cùng với cậu ấy. Cái gì? Con nói lại lần nữa đi.
Trước đây con nói với mẹ là có một người mà mình thích chính là cậu ấy. Nhã Lâm. Em đừng nghĩ không thông như vậy. Đừng để cơ thể của mình phải chịu đau như thế. Em nghĩ không thông cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là anh sao lại nghĩ thông như vậy? Đây không phải là hết cách. Cái này là không thể thay đổi được. Chúng ta dỗ dàng giận cũng không có tác dụng, ngược lại còn xa cách tình cảm với con, không tốt đâu. Đã nói mà, nó lớn như vậy rồi sao không có bạn gái? Thì ra vấn đề nằm ở đây. Mẹ đánh giá quá cao con trai của mình rồi, anh ấy đơn thuần là tính cách không tốt thôi. Sao anh vẫn còn tâm tư ăn cơm vậy? Cũng không biết báo trước, một chút tâm lý cũng chưa chuẩn bị. Đừng nói là mẹ, em sắp bị anh dọa cho ngốc rồi. Chuyện này, con cần phải chuẩn bị gì nữa? Gần đây, em và gia đông thân thiết như vậy, sao không báo trước với gia đình luôn đi? Không phải, anh sống chung với Diệp Thâm, anh ấy đồng ý chứ. Anh ngược lại cũng không mặt dày cưỡng ép mà vào ở. Hướng Diễn, con quay qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Anh tự cầu phúc đi, lên lầu nói chuyện. Con ngoan ngoãn nói đi, các con đã bắt đầu từ lúc nào? Là gần đây. Thế thì mẹ hỏi con, trước đây con đã bao giờ thích con gái chưa? Là thật sự không thể thay đổi được sao? Mặc dù ba mẹ lớn tuổi rồi, nhưng cũng không phải là không hiểu gì. Có những người chỉ thích đồng tính, nhưng cũng có kiểu giống nhau. Con thật sự chưa bao giờ thích con gái sao? Không có. Thật ra con còn có một chuyện giấu ba mẹ. Còn sao? Nói đi, dù sao cũng đều như vậy rồi, có chuyện gì thì con cứ nói rõ đi, để tránh mẹ bị dọa lần nữa. Nửa canh giờ sau. Thế thì con đi đây, thứ bảy con về. Đến lúc đó cũng đem cậu ta về, đã lâu rồi chưa đến, cùng nhau ăn bữa cơm. Đã ở bên nhau rồi sao giờ đừng nghĩ chuyện lung tung, để hai chúng ta yên tâm một chút. Được, trong lòng con biết phải làm gì. Đừng giận nữa, nói ai cho cùng nó cũng là vì em, có không nghe lời cũng nghĩ về em. Đúng đúng, cho dù nói thế nào đi nữa, Diệp Thông quả thật là một đứa trẻ tốt, nếu không bây giờ em đã bị chọc tức vào bệnh viện rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Anh lợi hại thật đấy, rốt cuộc đã thuyết phục bố mẹ thế nào? Em có từng đọc qua một quyển tiểu thuyết của Lỗ Tấn, bên trong có một đoạn có lẽ là như vậy. Nếu như căn nhà quá tốt, quá tối, chủ nhân muốn mở cửa sổ cho căn nhà, vậy thì mọi người sẽ khuyên anh ta đừng làm như vậy. Nhưng nếu như anh ta tháo nhà ra, thế thì mọi người sẽ khuyên anh ta nên mở cửa ra. Cái này thì có liên quan gì sao?
anh đã nói với ba mẹ người mà anh thích trước đây là Giản Hân. Giản ca, rốt cuộc đã làm sai cái gì mới quen như vậy? Còn có sức chơi game, xem ra là tôi không nỗ lực rồi. Tôi đã sớm đã nói cậu không được rồi. Chúng ta đánh đổi một chút. Nếu đổi lại là tôi, nhất định khiến cậu mệt đến mức không thể dùng nổi chỉ là một ngón tay. Ấy da, xem ra là tôi tắm sớm rồi. Vậy chúng ta tiếp tục để tôi mở mang tầm mắt, bản lĩnh của cậu nhé. Cậu muốn làm gì? Cậu nói xem. Tôi cảnh cáo cậu đừng làm bậy. Sao tôi làm bậy được chứ? Rõ ràng là cởi quần áo, tự tìm đến tận cửa, cậu không thích sao? Tên biến thái này, cút cho tôi. Được rồi, không đùa với cậu nữa. Nhưng mà khi cậu chửi đúng là đáng yêu lắm đấy. Đáng yêu cái đầu cậu đấy. Sắp 10 giờ rồi, hơn nữa trời còn đang mưa. Cậu ở lại một đêm tôi cũng không có ý kiến gì. Sao thế? Không nỡ để tôi đi sao? Quỷ mới không nỡ cậu à. Ấy, tôi thấy trời mưa nên thấy cậu đáng thương một chút. Cậu không biết điều thì thôi. Cậu muốn làm gì? Nếu như cậu đã không nỡ xa tôi như vậy, thế có cần tôi chuyển đến đây sống chung với cậu hay không? Tôi không thèm, mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu, thế thì cũng thê thảm quá đấy. Cũng đúng, chúng ta cũng không phải là đang yêu đương, sống chung quả thật rất kỳ lạ. Thế thì tôi quay về trước, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Cậu thật sự đã chuyển qua đây sống thôi. Bây giờ đừng nói với tôi là không được. Tôi đã nói thẳng với ba mẹ rồi. Nếu như bị cậu đuổi đi, thế thì tôi không còn mặt mũi về nhà nữa đâu. Nói thẳng cái gì? Tôi có lợi hại không? Đánh nhanh thắng nhanh. Mẹ tôi còn bảo tôi cứu từng này đưa cậu về ăn cơm. Thật hay giả vậy? Sao cậu có thể làm được? Bọn họ không có phản đối chút nào sao? Tạm thời bảo mật. Trừ khi cái gì vậy? Trừ khi cái gì? Trừ khi tối nay cậu chủ động với tôi một chút. Vậy thì bí mật này cậu cứ chôn luôn ở trong bụng của mình đi. Sao lại như vậy? Chỗ của tôi đã xử lý xong rồi, còn cậu thì sao? Chuẩn bị lúc nào mới thẳng thắn với dì và chú đây? Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Lo lắng họ không đồng ý sao? Ngược lại là không, chỉ là chuyện chúng ta ở bên nhau từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến. Cứ cảm giác không hiện thực cho lắm, đột nhiên lại xảy ra, tôi không có chút chuẩn bị nào cả.
Trước đây chưa nghĩ đến thì cũng không sao. Bắt đầu từ hôm nay cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Chúng ta đều là lần đầu tiên yêu nhau. Nếu như đều là mới bắt đầu thì phải dùng nhau, cùng nhau học tập có được không? Được rồi, khô rồi. Cậu thật sự muốn ở nhà của tôi sao? Đã đến lúc này rồi còn hỏi. Cậu không thấy tôi đã đưa áo lông đưa đến rồi sao? Tôi còn chuẩn bị trải qua mùa đông ở đây cùng cậu đấy. Nhưng mà nhà của tôi nhỏ như vậy, cậu ở vài ngày còn được. Nếu sống lâu có quen hay không? Ở chỗ của tôi cũng không có người hầu, không thể ngày nào cũng chăm sóc cho cậu. Cơm nhất cũng phải không nấu ngon hơn đầu bếp của nhà cậu đâu. Sao cậu nói giống như là tôi không thể tự xử lý cuộc sống của mình vậy? Tôi không có yếu ớt như vậy đâu. Thật sự không cảm thấy ấm ức cơ. Trong nhà lớn thì chỉ cần duỗi chân ra là đã có cơm ăn, mặc áo mặc, nhưng lại chạy đến chỗ của tôi sống bình thường. Trong mắt của cậu tôi được nuông chiều như vậy sao? Cơm cá mặn đều là cuộc sống của người bình thường, cậu có thể làm được, sao tôi không được chứ? Lần trước chìa khóa đưa cho cậu, cậu cũng không nhận. Nếu như cậu đã không thích thế thì tôi sẽ tới nơi này. Chỉ cần ở cạnh cậu, tôi làm gì cũng cảm thấy vui. Tôi có thể chịu khổ cùng cậu. Tại sao trải qua cuộc sống bình thường đến miệng của cậu lại chịu vất vả? Đầu óc của cậu rốt cuộc bị cái gì vậy? Có phải cảm thấy bản thân mình rất vĩ đại hay không? Hả? Còn về việc lần trước tôi không nhận chìa khóa của cậu, đó là vì lúc đó vẫn chưa chuẩn bị tốt. Trao đổi chìa khóa vốn dĩ là chuyện mà cặp đôi nên làm, tôi có lý do gì mà nhận chứ? Ý của cậu là đưa đây cho tôi. Làm thế nào? Cậu cũng thật đáng yêu. Tên biến thái này, nhanh cút đi cho tôi. Cậu tỉnh lại đi, tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Sao vậy? Căn nhà này là cậu và ba mẹ sống chung, vậy không phải sau khi họ về nước, tôi có hơi không tiện rồi sao? Đến lúc đó cậu hãy về ở nhà của mình đi, hoặc là tôi dọn đến chỗ cậu của cậu. Nửa đêm không ngủ lại thắc mắc gì vấn đề này, đúng là đồ thần kinh. Không phải, chúng ta cứ dọn đến dọn lui như vậy cũng mệt lắm. Đâu có ai mà lập gia đình rồi dọn đến khắp nơi như vậy, cũng là lạ quá rồi. Chúng ta như vậy là lập gia đình rồi sao? Cậu tưởng đang chơi trò gia đình ư? Cậu nói cũng có lý. Hay là chúng ta mua một căn nhà đi. Mua nhà. Đúng vậy, mua một ngôi nhà thuộc về hai chúng ta. Không cần phải dọn tới dọn lui, vừa ổn định đây vừa ấm áp. Hơn nữa, cũng không cần phải trao đổi chìa khóa gì, chúng ta đều là chủ nhân của căn nhà. Có phải gấp gáp quá không? Mua đi, cậu nghĩ thử đi. Nếu như bạn của chúng ta đến làm khách,
Cho dù là mới đến nhà của tôi hay là nhà của cậu đều rất kỳ lạ, nhưng nếu như mời bọn họ đến nhà mới thuộc về chúng ta thì sẽ không còn ngại ngùng như vậy nữa. Chỉ là vì lý do này mà mua nhà sao cũng có hơi vô lý rồi. Hơn nữa mua nhà cũng không phải chuyện nhỏ, quá sơ sức rồi đúng không? Sao có thể chứ? Hơn nữa bây giờ không mua sau này cũng phải mua. Tôi luôn sống ở đây nhất định là không thích hợp cho lắm. Ba mẹ của cậu rồi cũng có một ngày sẽ quay về. Nhưng tôi chẳng luôn muốn ở cùng cậu. Cậu nhất định cũng không muốn dọn tới dọn lui đúng không? Hai chúng ta không thiếu chỗ ngủ, nhưng nhà cũng không chỉ dùng để ngủ. Tôi vẫn luôn có cảm giác là mình đến làm khách. Mua đi mà, xin cậu đấy. Cậu phải tìm chỗ rồi sống ổn định với tôi chứ. Cũng không nhắc về tôi cho dì và chú. Tôi cảm thấy không có cảm giác an toàn. Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút. Ngày hôm sau, tôi muốn xem nhà ở tầng trên cao. Mời tiên sinh. Đã làm thật hả trời? Đầu óc của mình tuyệt đối đã có vấn đề rồi. Không phải anh nói gần đây ở nhà mới sao? Sao lại quay về rồi? Căn nhà đó của anh không có giám sát kỹ sao? Nói rồi, em cũng không hiểu. Nói nghe thử xem nào. Nói không chừng em trai còn có thể thay em gái đáp phiền muộn. Thôi dẹp, em cũng chưa bao giờ yêu đương bao giờ. Mắt của anh cũng không cần dùng cũng có thể tặng cho người khác. Em và Hướng Đồng đang yêu nhau đấy. Cái gì?